lớn tuổi rồi đúng không? Tôi năm 8 rồi. À, vậy thì là cũng là cái tiền tiết kiệm để dành thôi, để mua bỏ đó chứ cũng không có áp lực gì cả ha. Đấy thì kiểu là muốn để dành mỗi thứ một tí khỏi đồng tiền, nhỡ không may gửi tích tôi thì tôi gửi tiết kiệm tôi bòn mới gửi được 7 năm nay rồi, thì cái thời điểm là gửi vào thì là tính là vàng bây giờ cái đợt nó đắt là 49 thì tôi không mua vàng, tôi gửi tiết kiệm, thế thì là gửi tiết kiệm thì tính bây giờ là ngon. Thế nhưng mà đến bây giờ thì bảo là thôi, cái tuổi nó cũng cao rồi thì kiểu là mình cũng muốn gửi tiết kiệm một chút và mình đầu tư sang vàng một chút ấy, thì chưa kịp nom thì nó đã lên rồi. Cái vấn đề nó đặt ra ở chỗ là tại những cái thời điểm mà bình thường, thông thường á, thì như các chị ít khi gọi để hỏi bọn em lắm. Thì Mà đấy, tôi để với bảo giám tôi gọi vào cuối năm ngoái thì là ngon. rồi đúng. Thứ hai nữa là cái câu chuyện là tính chất thời điểm khi mà mua nó quyết định cái câu chuyện chị lời hay lỗ rất là cao, chứ không phải là câu chuyện là mua giá bao nhiêu. Bởi vì mỗi thời điểm khác nhau, nó khác nhau, thì có mấy việc em cần phải chia sẻ để cho các chị thấy được cái tổng quan để chị quyết định mua bán thôi. Thứ nhất Rồi rồi. thứ nhất là cái câu chuyện là nguyên cả cái năm 2019 á, thì giá vàng là nó tăng rất là nhiều. Nó tăng từ 37 mà hôm qua là thời điểm cao điểm nó lên tới 49 đúng không? Tức là nó tăng đến 12 triệu, mà nếu chị lấy 12 mà chia cho 37 là nó đã tăng rất nhiều rồi đúng không? Đúng rồi. Đấy, đó là chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai á, đó là trong cái ngày hôm qua đó là cái ngày bất thường, thì đây là em đoán thôi, khả năng cao là các cái tiệm vàng, đặc biệt là vàng và là công ty vàng bạc đá quý SJC á, nó bị giảm thiểu cái hạn ngạch xuất nhập khẩu. Lý do là bởi vì là nói chung chính phủ cũng sợ là gọi là vàng hóa nền kinh tế, tức là nhiều người đổ xô á, thì Đi họ mua. đúng rồi, thì người ta sẽ chơi một cái bài đó là họ chặn lại không cho SJC nhập nữa, thì nó Rồi. sẽ thành ra là khan hiếm trong nước, dẫn đến là giá vàng trong nước tăng đột biến trong ngày hôm qua, có thời điểm lên tới 4 triệu tăng so với ngày trước đó. Đấy, nhưng mà nó lại khác biệt như thế này. Thực tế thì giá vàng thế giới theo bọn em quan sát á, thì nó tăng không nhiều như thế. Nó chỉ tăng từ 1.640 mà lên đến 1.680, có thời điểm là 1.600 tám mấy, thì tính ra là 40 đô thì nó khoảng đâu đó khoảng tầm 800-900 nghìn thôi, mà sau khi đó lại giá vàng trong nước lại tăng đến 4 triệu. Thì đó là có hai việc: một là vừa các em dự đoán cái hồi nãy, cái thứ hai nữa là nhiều khả năng các tiệm vàng á, là cố tình là tiết cái nguồn cung hàng ra để mà đẩy giá và trục Đẩy lợi. lên giá. Đánh giá trục lợi. Thì cái vấn đề là phần lớn những người mua tại thời điểm hôm nay hoặc là hôm qua rất dễ, cái này thì em nói là rất dễ thôi chứ không 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 chắc chắn về câu chuyện là có thể nó có lên được không Bị đi. lỗ. Nhưng mà cái việc lên nữa là nó sẽ ít, tỷ xác suất nó sẽ ít. Lý do là bởi vì ngày hôm qua nó lên 4 triệu rồi, đúng không? Đấy, và cái sự tương quan giữa cái giá đó với cái giá thế giới là nó không tương quan. Thế giới tăng có 1 triệu thôi mà ông trong nước tăng 4 triệu là không đúng. Đấy. Đấy, đó là cái thứ hai. Cái điều thứ ba nữa là cái câu chuyện á, là cái khuynh hướng, cái xu hướng của ngắn hạn mà bọn em để ý á, thì nó vượt luôn cả cái mức dự báo của em luôn. Tức là em chỉ dự báo đến 1.650 thôi, nhưng ngày hôm qua thì nó lên đến 1.680. Em chỉ dự báo dựa trên giá thế giới thôi, bởi vì thế giới là không có cái việc gọi là đầu cơ tích trữ được, bởi vì nó là giá vàng chung của cả thế giới. Đấy, nhưng cái giá trong nước thì đôi khi nó từ 44 lên 48, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà đơn giản là một cái xã hội nhỏ hoặc là một cái vấn đề ngành hàng Hôm nhỏ. qua là chị nghe em nói đến cái chuyện em nói từ năm ngoái nhá. Thế mà đến hôm qua chị theo dõi là nói chuẩn y xì luôn. Là mình bảo là đến đầu năm 2020 là giá vàng nó sẽ lên 1 triệu 600 bao nhiêu này này. À, một ngàn Thì sáu trăm năm mươi 50 đô. ở đấy thì bây giờ là nó lên đỉnh điểm mới có 1.660, chênh nhau có 10 thôi. Trong ngày hôm qua thì có thời điểm nó lên tới 1.686, tức là nó vượt qua cái mức của em dự báo. Tức là cái tốc độ tăng như vậy nó liên quan chủ yếu là nó không phải là cái nhu cầu cung cầu của giá vàng thế giới chung bình thường, mà nó đến từ cái câu chuyện đó là cái lo ngại của người dân trên toàn cầu về cái dịch bệnh. Đúng nên rồi. là nên là nhưng mà cái dịch bệnh ấy thì có thể là hôm nay nó bùng phát nhưng ngày mai nó lại giảm, cái đó không thể đoán được. Đúng Nên rồi. là cái nhu cầu thực tế là nếu như đúng nhu cầu bình thường thì em dự báo là 1.650, và dự báo 10 năm tới thì giá vàng vẫn cứ nhích lên. Nếu đầu tư dài thì vẫn ok, nhưng cái điểm mua này thì rất có thể chị sẽ bị lỗ ngắn hạn. Ví dụ như chị mua 49 thế nó giảm về. Đấy thì không kiểu là mình chỉ đầu tư độ ngắn hạn xong rồi rồi mình ấy mà.
mà đến lúc mình không đủ được nhiệt là mình bán đi thì lại lỗ Đúng. Ví dụ như nha, em to. lấy ví dụ thôi, nhà giả sử chị quyết mua là mua 49 đúng không? Thế thì Rồi trong vòng có khoảng tầm 3 tuần nó về lại 47 thì chị làm thế nào? Hoặc là về thì lại. lại lỗ mất 2 triệu một lượng một cây. Và em dự báo luôn là khả năng cao là nó bước vào một cái đợt suy giảm theo như cách như thế. Cái lý do là cũng vẫn quay lại câu chuyện đó là lên một cách bất thường. Tự dưng một ngày lên 4 triệu thì giảm là cũng là nó sẽ đi theo cái đúng cái cách bất thường như vậy. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là nhìn trên biểu đồ giá vàng thế giới ấy, thì tại thời điểm em đang nói chuyện với chị đang là 1640 rồi, tức là trả lại về đúng cái giá của em dự báo rồi. Tức là cái việc mà nhu cầu bất thường ấy, nó chỉ đến chỉ một tí thôi, lúc đó thôi. Nên là cái câu chuyện mà với những người đầu tư dài hạn hiện đang có vàng thì trong video em đã nói là nói chung là rất khó để phán đoán, thì tốt nhất là đứng im không làm gì hết, kệ nó, đợi Thì chờ. không, nhưng mà như này này chú này, nếu mà tôi để ngân hàng thì cứ 100 triệu là một tháng tôi mất 800 nghìn, mà 3 tháng tôi đã mất 2 triệu tư rồi, Sao lại thế? thì có phải là nếu lấy về mua vàng thì đã mất mẹ nó phải 2 triệu tư không? Thì bây giờ là tiền của chị là không phải tiền trong nhà có, mà À, chị gửi ngân hàng là chưa hết hạn. Bây giờ đúng. nếu mà chị muốn đầu tư sang vàng thì chị phải đến ngân hàng chị vay. Thực ra em thấy chị gọi cho em khá nhiều, tức là cái nhu cầu cũng khá là có cái tìm hiểu cái chuyện đó, thì em có cũng vì Số là cái chỉnh xịch nên vì là rồi mình không biết tâm sự với ai dạ mà vì không biết chia sẻ với dạ vì cái việc đó là ai. em thường thường thì em hơi có một chút nào đó thiên về 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 tôn giáo một tí, nhưng mà vì cái duyên này em có thể chia sẻ với chị thế này này. Chị ngồi im đi, cứ gửi ngân hàng. Em dự báo rằng là khoảng đâu đó tháng tháng 7 năm nay này thì chị mua vào, giá nó nằm ở khoảng 43 triệu thôi, không đến đâu, 43 44 triệu gì đấy, tầm tầm đó, vì vì em Thì đoán mình thôi. tính là 4 5 triệu trở lại cũng được, thì là Thì tầm đấy thôi, mình tầm đấy thôi. Thậm chí là em còn có thể dự báo là cái đợt suy giảm này nó kéo dài, chứ nó không giống như mấy cái đợt suy giảm trước là em đoán, là bởi vì nó bọn em sử dụng các cái giải pháp phân tích khác mà nói chung chia sẻ thì chị cũng không hiểu, nhưng mà về cơ bản những cái đợt suy giảm gần đây mà sau cái hắn giảm chỉ vòng vòng có khoảng 4 5 tuần sau đấy nó lại tăng tiếp á, thì nó đã kết thúc có cái giai đoạn từ 1.200 mà lên tới 1.600, cho là 1.700 đi, tức là tăng tăng khoảng tầm 500 đô tương đương với 10 triệu trên cái chỉ số giá vàng thế giới, thì nó phải cần có một đợt điều chỉnh đâu đó khoảng tầm 200 đô. Tức là em dự báo là giá vàng nhiều khả năng sẽ về lại khoảng tầm 1.450 gì đấy. 1.450 thì cái đoạn đoạn đó thì lúc đó thì chị cập nhật lại, chứ còn nói bây giờ trước thì không thể làm Thì không nói trước được. đấy, thì chị bây giờ nói thật là tiền nó không có nhiều, có đồng nào thì chỉ làm nhà làm cửa rồi, giờ chỉ có một chút ít là để kiểu là dưỡng già thôi, nhưng mà mình sợ là gửi vào ngân hàng hết ấy thì là nhỡ đồng tiền nó mất giá, thì là mình muốn đầu tư sang một chút, chứ giờ cái tuổi này rồi cũng không dám làm cái gì được nữa. Theo em là Nói như thật thế, với em là không dám làm cái gì được nữa. theo em là như em vừa nói đấy ạ, nhiều khả năng thì trong vòng khoảng cái đợt suy giảm sắp tới đây, nếu em đoán không nhầm thì nó còn chưa giảm ngay đâu, phải hết tháng nào, hôm nay là tháng hết tháng 3. Tháng 2. Hết hết, hết tháng 3 thì nó bắt đầu giảm, nhưng cái giá hiện nay nó sẽ đi trong cái biên là 1.650 đến 1.680. Nó sẽ dịch chuyển trong cái biên này trong khoảng tầm 1 tháng, sau đó thì nó mới có cái chuyện là suy giảm. Cái này là em đang dự báo thôi nha, thì Không. khả năng nó về khoảng tầm 1.480 tương đương với giá vàng trong nước khoảng tầm 34, chứ cũng không đến 35, 34 35 gì đấy, thì lúc đó mua là lúc tuyệt vời nhất, bởi vì thực ra là trong ngắn hạn chị sẽ không bị lỗ. Chứ còn nếu mà bây giờ chị mua mà chị lỗ 4 triệu xong cái chị đem về chị bán nó cũng bằng hòa vốn, vừa bán xong cái nó lại tăng tiếp nữa thì lại cũng cũng chết nữa. Thì đấy, thế nên là bảo là cái sốt rình rịch mà không có người chia sẻ. Mà hôm Thực ra qua xem đúng đến 1 rưỡi 2 giờ là ở cái mức em đoán từ năm ngoái nhé, mà đến năm nay xem thấy đúng như thế. Em báo là chỉ lên, giá vàng sẽ tăng lên là 16 triệu 500, 16 triệu 50 ở cái mức là giá vàng sang lên đầu năm nay. Thế mà như hôm qua theo dõi là có lên có 10.000 nữa thôi.
Dạ Thế nên quá, mà thì từ năm ngoái nhé, mình phải nói quá giỏi, từ thích bằng hiểu giỏi lắm. em bảo chị này, bằng cái góc nhìn của người trần mắt thịt á, thì mình thấy rằng là nó tăng từ 1.200 mà lên tới 1.700, tức là hôm qua là 1.686, tức là gần 1.700, thì tăng 500 đô tương đương với nhân với tiền Việt là 23.000, thì chị đã thấy nó tăng đến 12 triệu rồi. Đấy. Cái việc đó là cái việc mà trong trong một khoảng thời gian mấy tháng thôi á, thì nó lại quá nhanh nên là nó cần phải có cái sự gọi là giống như kiểu là chạy, mà chạy nhanh thì cần phải nghỉ một tí, Đúng thì nó bước vào cái giai đoạn